Minh Đường Tử Vi Hoan Hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 4 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Sự nghiệp, sự nghiệp có thiên ấn hành khiển. Thiên ấn hay còn gọi là kiêu thần, là một trong các hung thần trong bát tự mệnh số. Nó đại diện cho tinh thần làm việc nghệ sĩ, kiến thức phong phú, Hôm nay người tuổi Tý hoàn toàn dựa vào trí tuệ và năng lực lĩnh ngộ để hoàn thành công việc được giao. Về mặt học hành bạn dễ thành công hơn, về mặt công việc khả năng tư duy tốt nên dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tài lộc mặt tài vận có thiên ấn tỏa mạng, thiên ấn hành khiển chủ một ngày tài lộc lệch lạc. Thiên ấn còn có một tên gọi khác là kiêu thần, mang ý nghĩa phiến diện về quan điểm tiền tài. Tử vi hôm nay dự báo vận tiền bạc cũng không đi theo chính đạo. Người tuổi Tý tí tính cách đơn độc cá tính nhưng đối nhân xử thế lại thâm tình hữu ý hai luồng tính cách khác biệt bất cứ lúc nào cũng thay đổi chủ kiến, tình cảm vận tình cảm có thiên ấn tọa mạng tốc độ chuyển biến cảm xúc chậm chạp nửa kia không thể biết được bạn đang nghĩ hay hy vọng cái gì vì tâm lý đề phòng quá cao cách họ nói chuyện cũng không có lời khẳng định hay mang chút cảm xúc nào mối quan hệ trong gia đình luôn lẫn lộn khó lý giải chỉ có điều khuynh hướng tình cảm không rõ ràng cách biểu hiện thường là một chiều sức khỏe ngũ hành mất cân bằng gặp kim khắc mộng bệnh yếu nhược Mặt sức khỏe người tuổi Tý xuất hiện chứng gan hàn. Người tuổi Tý cần loại bỏ thói quen ngủ nướng, sinh hoạt điều độ, ngủ muộn nhưng không thức quá khuya. Đồng thời dậy sớm kết hợp vận động ngoài trời để giúp cơ thể thư giãn gân cốt, giúp tuần hoàn thông suốt, ích khí lợi huyết. Hôm nay, bạn có thể lựa chọn những loại hình vận động thích hợp với cường độ vừa phải như đi bộ nhanh, chạy bộ. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Có sự thay đổi về phương hướng làm ăn, nơi ăn trốn ở không nên ngồi tại chỗ, nên đi gặp hoặc gọi người cộng sự để bàn thảo. Sự mong cầu về tiền bạc cần có sự nhẫn nại mới được kết quả nhất là đối với phái nữ là người giúp đỡ mình. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy. Sự giao thiệp thân mật về tình cảm tuy cần thiết nhưng không nên để lấn áp lý trí. Hãy lo cho công việc trước kẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc. Ngày có hỷ sự, gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển quay về nơi chốn cũ. Có tài lộc hoặc có tin tức thuận lợi về công việc làm ăn. Nếu có gặp sự bất hòa, gặp trở ngại cũng có thể giải quyết được bằng vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Có tin tức ở xa. Tử Vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, ngày rất dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm, tiền bạc. Tuy nhiên cũng không nên tiến thêm vì sẽ có sự đảo lộn và cũng không nên tranh giành, tính toán. Gia đạo có hỷ sự, có tin vui, có khách đến. Tử Vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ. Ngày có đám tiệc hoặc có cuộc hội ngộ gặp gỡ thân nhân hoặc bè bạn đã được định trước hoặc có hẹn ước. Nếu là công việc nên cẩn trọng tình thế dễ có sự đảo ngược hoặc có người muốn xen vào chuyện của mình. Có tin xa. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc. Ngày rất dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm, tiền bạc. Có sự hội họp đông người hoặc nhận được nhiều tin tức tốt. Gia đạo có hỷ sự, có tin vui, có khách đến. Tuy nhiên cũng không nên kéo dài vì sẽ có sự đảo lộn, và cũng không nên tranh giành, tính toán, và cần xem xét lại những ý kiến khác. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi sửu, Sự nghiệp, sự nghiệp lâm thoái vận. Thoái vận có ý nghĩa cuộc đời vượt qua một hành trình sinh ra và phát triển rồi suy thoái. Vận công việc của người tuổi sửu bắt đầu bước vào giai đoạn thoái trào. Vận khí khi cực vượng mà thoái nó sẽ yêu cầu tuổi sửu cần an phận thủ thương tránh vì theo đuổi công danh lợi ích mù quáng mà gây nên gây sóng gió thị phi, chèn ép kẻ yếu thế. Tài lộc mặt tài vận có thiên ấn tỏa mạng. Vận tài lộc không hanh thông lại không muốn cầu giúp đỡ từ người khác. Ghét sự thay đổi của thị trường. Với tư duy hơn người lại có sự cảnh giác cao nên về sự thay đổi của thị trường tài chính tuổi sửu tương đối nhạy cảm. Người tuổi sửu hôm nay có thể thể hiện tốt hơn nữa khả năng quan sát cũng như tính cách chi tiết, cẩn thận để mặt tài chính, giấy tờ tiền nong rõ ràng, minh bạch tình cảm vận tình cảm có thiên ấn tọa mạng trong cuộc sống gia đình bạn sống khá đơn điệu nhạt nhẽo nhiều lúc không mong nhớ ai cũng chẳng dằn vặt chính mình tâm trạng lúc nào cũng đầy sự nghi ngờ nghi hoặc cảm xúc tiêu cực phần nhiều tuviso khuyên bạn nên mở lòng hơn chia sẻ suy nghĩ thực trong lòng với mọi người trong nhà sức khỏe ngũ hành mất cân bằng gặp kim khắc mộng bệnh yếu nhược mặt sức khỏe người tuổi sửu nên dưỡng gan Lý luận của Đông Y cho rằng, vị chua có tính thu, khi hấp thu vào gan sẽ không có lợi cho việc sản sinh dương khí và khai thông gan khí. Vì vậy, áp dụng tiêu chí ít chua thêm đắng trong ẩm thực vào những bữa ăn sẽ giúp bạn cải thiện gan khí. Thực đơn hôm nay người tuổi sửu có thể thêm các món có tính đắng như củ cải, rau thơm, rau hẹ, hành tây. Củ cải có vị đắng, tính mát, khi nấu chín lại mang vị ngọt, tính bình, giúp cải thiện gan khí. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình ngày có nhiều công việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt chuyện tình cảm không nên để dây dưa và hãy tỏ bày cho thật lòng dù có sự phiền lòng chút ít hao tốn về giao thiệp nhưng vẫn có tài lộc tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngoài chuyện về sinh nở đình đám tiệc tùng dọn dẹp sửa chữa chỉnh trang thì không kể mọi việc đều nên cẩn trọng khi tiến hành dễ gặp chuyện không vừa ý hoặc mang tin buồn không thuận lợi về công việc làm ăn cũng như về bổn mạng sự mong cầu về tiền bạc tài lộc không tốt, dễ hao. Dù có cũng không xứng đáng. Nên quay về nơi trốn cũ. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày không tốt, mọi việc đều nên cẩn trọng dễ có tin buồn tin xấu đến làm mình thất vọng hoặc phải lo âu. Nếu ngày của sự đáo hạn đến hẹn đã có dự tính thì sự việc đến chậm chạp không như ý gặp chuyện phiền lòng, đã hao tốn mà không có kết quả. Nên kịp thời thay đổi kế hoạch, có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ. Làm gì cũng nên đặt nặng về uy tín, danh dự, đề phòng có người kích bác chơi xấu. Không nên tin vào sự tính toán của mình và cũng không nên e ngại khi gặp trở ngại hoặc có lời thị phi. Nếu không có gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi, sức khỏe không tốt. Có chuyện vui hoặc có tin về vui chơi, giải trí, gặp gỡ, quà tặng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Có sự dọn dẹp, tu bổ, sửa chữa, ngày có nhiều việc xảy ra phải lo âu tài lộc tuy có nhưng hao tài về giao thiệp mua sắm sức khỏe không tốt có tin buồn ở xa làm việc gì cũng không nên có tính dây dưa sẽ không tốt không có lợi có sự hư hại cần phải tu bổ sửa chữa mua sắm tử vi tuổi dần sự nghiệp sự nghiệp có thiên ấn hành khiển những người theo nghề việc điều tra tư vấn hoặc tìm kiếm thông tin sẽ có nhiều thuận lợi theo tử vi hàng ngày thì người tuổi dần có thiên ấn phần nhiều là tự mình mâu thuẫn làm việc không có lòng kiên trì đến nhiều suy nghĩ viển vông không thực tế nên công việc thường xuyên bị chậm trễ hoặc đứt gánh giữa đường bản tính buông xuôi cũng khiến bạn gặp khó khăn trong giao tiếp công việc tài lộc mặt tài vận của tuổi dần hôm nay gặp thương quan thần sát thương quan có thể sinh tài chủ về một ngày tài lộc đầy đủ sung túc nó cũng thể hiện tính cách mạnh mẽ phàm chủ về mặt tiền bạc thì luôn can đảm mạnh mẽ giành lấy cho mình thiện ác phân minh nên đôi lúc làm ăn kinh doanh sẽ không tốt tình cảm với tham vọng muốn vượt qua mọi người đề cao lợi ích của bản thân và thích theo đuổi những điều mới lạ đây là điểm trừ trong mặt tình cảm người tuổi dần muốn ai đó thì sẽ nghĩ mọi cách để có được họ không bỏ cuộc giữa chừng vì thương quan tiềm tàng ý thức thỏa mãn và chinh phục người khác lúc này sự theo đuổi của người tuổi dần khá quyết liệt và mạnh mẽ khiến cho đối phương cảm thấy bối rối và ngạt thở sức khỏe ngũ hành mất cân bằng gặp kim khắc mộng bệnh yếu nhược mặt sức khỏe người tuổi dần xuất hiện tình trạng thần kinh tê bì có biểu hiện ở việc cơ mặt cơ mắt bị giật và bị co vào một khu vực hoặc đơn giản là tê một bên mặt. Đặc biệt là ở người tuổi dần trẻ tuổi, nam mạng. Để phòng tránh người tuổi dần cần ngồi chỗ kín gió, nếu trời lạnh hoặc điều hòa quá lạnh cần mặc áo khoác và có khăn ấm giữ cổ. Không được tắm quá khuya, sáng sớm ngủ dậy nên nằm trên giường vài phút cho tỉnh táo và quen với môi trường, sau đó mặc quần áo ấm rồi mới ra ngoài môi trường sáng sớm. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy giao kết, hẹn ước, kết bạn với người khác phái có lợi. Có nhiều tin tức liên quan đến công danh, tình cảm khiến mình phải quyết định thay đổi phương hướng làm ăn hoặc phải giải quyết các vấn đề xưa cũ, và phải có cuộc đi ngắn, hoặc hẹn gặp. Sức khỏe không tốt, có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn việc làm. Hạp nghề y học, tư pháp. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày không tốt, không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc đương đầu một cách cứng rắn sẽ hoàn toàn không có lợi, còn đưa đến việc mất tình cảm, bất hòa chuyện giao thiệp tình cảm chỉ nên ngắn gọn nên hoàn trả hoặc thực hiện những gì đã có dự tính theo hạn kỳ hẹn ước tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ có sự thay đổi về hoàn cảnh tình trạng hiện tại nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước hẹn ước đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới tình cảm mới nếu có tài lộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến phải lo âu tính toán kể cả chuyện tình cảm tài lộc dễ hao tán mọi công việc nếu đang tiến hành chờ đợi đã lâu thì nay có sự kết thúc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại có tin buồn vui lẫn lộn nên cẩn trọng trong việc di chuyển sử dụng xe cộ máy móc sự mong cầu về tình cảm chưa phải là lúc có sự dứt khoát tử vi tuổi nhâm dần thụ mệnh kim có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá, có điều kiện nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ. Tử vi tuổi Mão. Sự nghiệp, sự nghiệp có thiên ấn che chở, nếu gặp phải khó khăn sẽ do dự mà không quyết đoán bình sinh thành bại đều có cả nhưng thường rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan tử vi dự báo khuyết điểm của bạn là không chịu đối diện hiện thực nếu biết kết hợp giữa trí tuệ và hiện thực làm việc thì sự nghiệp mới tốt lên được đừng quá bay bổng làm việc không đầu không cuối tài lộc mặt tài vận gặp thiên ấn thần sát tử vi hôm nay nói bạn muốn tài lộc thận thì nên đầu tư vào mặt học hành nghiên cứu giúp tăng hiệu suất công việc thì hơn những người làm nghề điều tra thám tử tình báo sẽ có tin vui về tiền bạc tình cảm, vận tình cảm có thiên ấn tọa mạng vân tình cảm có phần cô độc. Nó khiến người này khó mà tiếp nhận các mối quan hệ mới. Suy nghĩ khác biệt khiến họ xa rời thực tế. Khi giao tiếp với người khác giới nếu đối phương không chủ động bắt chuyện thì bạn sẽ không bao giờ mở lòng mình. Bạn còn có suy nghĩ khước từ đối phương, nên khó dùng tình cảm mà tiếp cận bạn được. Sức khỏe, ngũ hành mất cân bằng gặp kim khắc mộng mệnh yếu nhược. Mặt sức khỏe người tuổi mão xuất hiện chứng gan hàn có thể do dương khí thượng sung lên gan gây đầu tóc trắng váng, xây sẩm, mặt đỏ, dễ nổi giận, đầu nặng như đá. Gan chủ về tàng huyết, chủ về sơ tiết, chủ cân, khai khiếu ra mắt. Tử vi dự đoán do công việc bận rộng, áp lực từ các buổi họp chạy kế hoạch mà người tuổi mão thường dễ vướng bận vào những loại tâm tình tiêu cực. Nếu không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, người tuổi mão có thể lựa chọn hình thức vận động vừa phải để cải thiện tâm trạng. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của bổn mạng có nhiều chuyện âu lo cần phải giải quyết gia đạo có tin buồn hoặc trong công sở có những vấn đề gặp trở ngại khiến vì cùng lo toan mà có sự bất hòa sức khỏe không tốt các việc vui chơi tình cảm giao thiệp họ hẹn đều phải cáo lỗi hoặc đến mà sự việc xảy ra lại không như ý tài lộc trung bình dễ hao vì những chuyện lặt vặt tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa sự chờ mong về tin tức dễ gặp trở ngại hoặc dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc máy móc nên giới hạn việc di chuyển kẻo lỡ tin tức hoặc có rủi ro giữa đường tuy nhiên công việc làm ăn vẫn có sự thuận lợi có tin tốt và có người đến đem lại sự thuận lợi cho mình ở tương lai ngày rất dễ hao tốn tài lộc tử vi tuổi kỳ mão thuộc mệnh thổ ngày sung của buồn mạng không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý nếu có sự vui chơi giao thiệp tiệc tùng cũng nên giới hạn e có hậu quả xấu có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin tức của họ đi xa di chuyển sử dụng xe cộ máy móc bất lợi hoặc phải đi vì chuyện buồn cẩn trọng sức khỏe không tốt tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng làm gì cũng không nên tính kế lâu dài sẽ có những sự kiện hoặc tin tức đưa đến khiến phải bỏ dở hoặc phải tính toán lại cho phù hợp với thực tế có tin về đi xa có tin buồn về sức khỏe của thân nhân bè bạn tài lộc trung bình sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin mà thôi có khách đến tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ngày xung của buồn mạng không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý nếu có sự vui chơi giao thiệp tiệc tùng cũng nên giới hạn có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin tức của họ đi xa di chuyển sử dụng xe cộ máy móc bất lợi hoặc đi vì chuyện buồn sức khỏe không tốt có sự hư hại về đồ đạc tử vi tuổi thìn sự nghiệp thoái vận mang căn bệnh xấu sẽ đem tới nhiều xui rủi người tuổi thìn làm bàn giấy phải thận trọng chuyện giấy tờ sổ sách trong hôm nay bản thân đơn độc nên không có chỗ dựa tính tình nhát gan nên không được lòng mọi người cho lắm theo tử vi hàng ngày bạn cần tập trung vào công việc chuyện môn của mình bởi năng lực còn yếu cao không tới thấp không thông bị người khác chèn ép lại không có khả năng chống cự tài lộc mặt tài vận gặp thiên ấn thần sát thiên ấn hành khiển mang theo một ngày tài vận nhiều kế hoạch bởi thiên ấn đại diện cho tài năng sức sáng tạo và khả năng lên kế hoạch chi tiết có điều thiên ấn có tính cách khá phiến diện lệch lạc phàm những người tuổi thìn đều có khả năng về nghệ thuật nên vận kiếm tiền hôm nay khá ngẫu hứng tình cảm người có tỷ kiên hành khiển mong muốn có vận tình cảm tương đối kiên trì và bình yên trong hôm nay quan điểm về tình yêu của tuổi thìn không thực sự lý trí và khách quan mà ngược lại vì chính nguyên tắc muốn bình yên mà lại nổi nhiều can qua không mong muốn hôm nay dù nam mạng hay nữ mạng thì đều khá kiên định và có ý chí trong tình yêu sức khỏe ngũ hành mất cân bằng gặp kim khắc mộng bệnh yếu nhược mặt sức khỏe người tuổi thìn gặp vấn đề về gan theo đông y thì nên hoạt động chân luôn được vận động để khí huyết lưu thông tử vi hôm nay khuyên người tuổi thìn chú ý trưa và chiều hạn chế ăn mỡ động vật và chất nhờn béo không ăn quá thừa chất thịt đường mỡ trong bữa ăn nên sen kẽ thịt rau đậu giảm uống bia rượu tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nên khởi sự ngay công việc đang dự định sẽ thành công. nên thay đổi tình trạng hiện tại hoặc đi chuyển, đi xa thay đổi, tu bổ, sửa chữa nơi ăn trốn ở văn phòng, kho bãi. có quý nhân hoặc có tin tức tốt của họ ích lợi cho mình. trong sự ước hẹn cần phải suy nghĩ kỹ, trong tương lai dễ bị ràng buộc về chuyện này. tử vi tuổi bính thìn thụ mệnh thổ nên thay đổi mọi việc đã đến lúc cần phải có sự dứt khoát kết thúc hoặc mở ra một hướng đi mới cho mình dù có chút ít thiệt thòi vì hoàn cảnh hiện tại không còn thích hợp với mình nữa nên hành động theo tin tức mới nhận được ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ tử vi tuổi mậu thìn thụ mệnh mộc việc đến như thế nào thì làm như thế ấy không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện có tin tốt ở xa hoặc gặp lại người xưa trốn cũ tài lộc vào ra thất thường ngày có nhiều công việc đến rất bận rộn có người đến mang tin buồn hoặc đến nhờ vả tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim mọi việc nên hoạt động bình thường ngay cả trong chuyện tình cảm giao thiệp cũng phải có chuyện dè dặt đừng tưởng tất cả đều có ý như mình đã nghĩ không nên tin cẩn về lời nói lời hứa dễ hao tài dù thấy có cơ hội phát triển hoặc muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi hoặc nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định có tin xa tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy Mọi việc không nên hấp tấp bước vào việc là có rủi ro hoặc hư hại hoặc có người không vừa ý, có chuyện buồn. Tuy nhiên sẽ có kết quả tốt, nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn định kỳ hoặc có công việc mới. Tử vi tuổi Tỵ. Sự nghiệp bạn có thương quan hành khiển thì thông minh và tài hoa mặt sự nghiệp bạn hoàn toàn thể hiện được sự can đảm, dám mở rộng suy nghĩ của mình. Nhưng đôi khi thương quan khiến người tuổi tỵ có phần kiêu ngạo, ương bướng. Đây là áp lực vô hình đặt lên con người tài hoa của bạn. Mặt tốt là nó khiến người này không ngừng nỗ lực để vượt qua cái bóng của chính mình. Nếu làm tốt bạn sẽ có được chút thành công về công việc trong hôm nay. Tài lộc trong ngày này cứ liên quan đến chuyện tiền bạc là người tuổi tỵ không chịu lắng nghe góp ý từ ai. Có xu hướng không thỏa hiệp, dễ đưa ra nhiều phán đoán phản cảm gây ảnh hưởng xấu đến vận kiếm tiền. Và vì lý tưởng và hiện thực không cân bằng nên thường cảm thấy phiền muộn, các kế hoạch kiếm tiền không khả thi cho lắm. Tình cảm, hôm nay bạn này sinh tâm lý không khuất phục, không vui vẻ. Tử Vi ngày mới cho biết, người này cũng hay thể hiện cảm xúc qua hành vi, nữ mạng thì nói dỗi hoặc bơ luôn đối phương. Làm mình làm mẩy, không ăn không uống kể cả người ta có xuống nước xin lỗi cũng không chịu chỉ đến khi cơn tức qua đi người tuổi tỵ mới quay lại trạng thái bình thường sức khỏe ngũ hành mất cân bằng gặp kim khắc mộng bệnh yếu nhược mặt sức khỏe người tuổi tỵ nên dưỡng gan lý luận của đông y cho rằng vị chua có tính thu khi hấp thu vào gan sẽ không có lợi cho việc sản sinh dương khí và khai thông gan khí vì vậy áp dụng tiêu chí ít chua thêm đắng trong ẩm thực vào những bữa ăn sẽ giúp bạn cải thiện gan khí thực đơn hôm nay người tuổi Tỵ có thể thêm các món có tính đắng như củ cải, rau thơm, rau hẹ, hành tây. Củ cải có vị đắng, tính mát khi nấu chín lại mang vị ngọt tính bình, giúp cải thiện gan khí. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn, lo âu về công việc làm ăn cũng như về tình cảm, sức khỏe của mình và người thân, bè bạn. Trong thâm tâm có điều khó nói với người mình cần giải quyết hoặc gặp trở lực trong vấn đề, không biết tiến hay thoái sao cho thuận lợi. Hãy ngồi yên sẽ tìm được phương hướng vào một ngày khác có tin buồn, tài lộc dễ hao, ngày khó có việc gì mà làm nên. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bàn gia tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Có tin buồn, nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng, vay mượn, lộc có điều kiện. Hao tốn về tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc ngày dễ có sự trách oán, phiền muộn, hiểu lầm, thị phi. Không nên dính đến chuyện của người khác gặp tai ương. Ngày nên ngồi yên, nếu có đám tiệc hoặc có sự giao thiệp cũng không có lợi gì chỉ nghe những chuyện không tốt. Dễ hao tài. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều lo âu, bận rộn, có tin buồn hoặc có người đến tâm sự và nhờ mình giúp đỡ. Có cuộc đi ngắn hoặc có cuộc gặp gỡ, hẹn hò để thông báo sự chia tay, thay đổi hoàn cảnh sống. Cuộc vui không trọn vẹn tử vi tuổi quý tị thuộc mệnh thủy ngày dễ có sự trách oán phiền muộn hiểu lầm thị phi không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương nếu không có gì quan trọng thì chỉ nên làm việc bình thường hoặc ngồi yên vì nếu có tiến hành thì cũng khó có kết quả như ý hoặc phải bỏ dở nếu có tiệc tùng hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì chỉ nghe những chuyện không tốt dễ hao tài có sự hư hại tử vi tuổi ngọ sự nghiệp mệnh ngày có thương quan đại diện cho tính cách vui vẻ đa màu sắc và nhiều tài nghệ nhưng nó cũng khiến người tuổi ngọ hôm nay trở nên cao ngạo hiếu thắng và thích hơn người điểm tốt là bạn kiên cường và không chịu khuất phục trước cường quyền đồng nghiệp sẽ ở bên bạn nhưng lãnh đạo thì có phần không ưa thích đây là áp lực vô hình đặt lên con người tài hoa của bạn tài lộc hôm nay bạn cần nhất là không thể hoảng loạn hành động hồ đồ mà gặp thất bại bị tấn công gây thất bát bạn nên tìm cơ hội tốt để xây dựng vị trí của mình trong công ty, tự mình phát triển công việc của mình. Như vậy mặt thu nhập sẽ càng được đảm bảo hơn. Tình cảm, có thoái vận tọa cung tình cảm. Bạn phát triển tài năng chủ yếu ở nghệ thuật và sự tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn là công việc. Vận nhân duyên kém bởi bạn không giỏi trong việc thu hút người khác giới. Người tuổi ngọ dường như cảm nhận ra sự khác biệt giữa trước vào sau khi yêu nhau. Cũng giống như người đã kết hôn mới thấy rằng hôn nhân không như lúc tưởng tượng ban đầu vậy. Sức khỏe ngũ hành mất cân bằng gặp Kim khắc Mộc mệnh yếu nhược. Mặt sức khỏe người tuổi Ngọ xuất hiện chứng gan hàn, người tuổi Ngọ có biểu hiện như đau bụng, gân mạch co thắt đau ở đỉnh đầu. Quan hệ mật thiết nhất của gan là thận, thận là mẹ của can, thận thủy sinh can mộc là ngũ hành tương sinh. Do đó, khi chữa can bệnh chớ quên bổ thận, người tuổi Ngọ cần loại bỏ thói quen ngủ nướng, sinh hoạt điều độ, ngủ muộn nhưng không thức quá khuya. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim việc đến nên tiến hành cho nhanh dù có trở ngại chút ít sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội không nên mưu cầu chuyện tình cảm có tính lâu dài việc vui chơi giao thiệp chỉ nên chốc lát không nên kéo dài nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tham vọng tiến thêm sẽ không hay tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày có cuộc vui hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm có cuộc đi ngắn tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui ngày thuận lợi cho họp mặt kết bạn đính ước Tài lộc trung bình, hao tốn về mua sắm, di chuyển, có lộc ăn. Có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc phải chờ đợi chậm chạp. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh Hỏa. Ngày có tiệc tùng, hội họp, họp mặt hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn. Tình cảm tốt, có người đến nhờ và mình. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh Thổ. Có nhiều sự biến động thay đổi về gia đạo cho người thân hoặc bè bạn có tin tức về chuyện tình cảm hôn nhân hoặc có dự tiệc có người đến tâm sự cần nghe ý kiến của mình tài lộc trung bình tình cảm tốt nên di chuyển đi xa tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc việc đến thì nên tiến hành nhanh không nên nghe ý kiến của những người khác sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng lộc ăn gặp quý nhân có tin xa gặp lại người xưa việc cũ ngày có tiệc tùng đình đám hội họp họp mặt hoặc có tin tức của người thân bè bạn tình cảm tốt vui vẻ có người đến nhờ và mình hoặc nhận được tin buồn của họ về đi lại di chuyển việc làm sức khỏe. Tử vi tuổi mùi sự nghiệp trong ngày can khí quá mạnh khiến thực thương thần sát bị khống chế tài hoa và năng lực của tuổi mùi hôm nay không được phát huy hết mức lại thêm tính cách hiếu thắng cố chấp sẽ đẩy bạn vào thế tiến thoái lưỡng nan bạn có tâm mà không có lực công việc không thể tiến triển thuận lợi tài lộc mặt tài vận gặp thiên ấn thần sát bởi vì bản thân có tài hoa sáng tạo độc đáo nên thường tự đánh giá mình quá cao, gây phản cảm đến mọi người xung quanh nên sẽ hạn chế về các cơ hội kiếm tiền trong hôm nay. Về tính cách nếu người tuổi Mùi hạn chế cách làm việc có đầu không có cuối, bớt nhiều dã tâm sâu xa thì vận tiền bạc sẽ thuận lợi hơn chút. Tình cảm, vận tình cảm có thiên ấn tỏa mạng, khi giao thiệp với người khác giới bạn thường chỉ quan sát sắc mặt đối phương, bạn thường chỉ đoán mò thái độ đối phương, lắng nghe dò xét đối phương nhiều hơn là mở lòng tìm hiểu điều này là trở ngại lớn trên con đường tìm kiếm chân ái của bạn với người có nửa kia bạn thực tâm sâu bên trong vẫn đang hoài nghi về mối nhân duyên này sức khỏe ngũ hành mất cân bằng gặp kim khắc mộng bệnh yếu nhược mặt sức khỏe người tuổi mùi xuất hiện yêu sầu mệt mỏi có thể do tâm lý bất an hay lo sợ lung tung xuất hiện chứng hay quên phản ứng chậm chạp hành sự không đồng không cuối lời nói thì không nói rõ đuôi cuối người tuổi mùi có thể tham khảo phương pháp chia sẻ với người thân bạn cần hiểu được bản thân mình đang mắc phải những vấn đề gì buổi chiều có thể luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe đồng thời giúp giảm những suy nghĩ tiêu cực tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có sự bận rộn về hội họp nhóm bạn bàn thảo hoặc có tin tức về công việc cần phải giải quyết ngày có đình đám tiệc tùng hội ngộ người thân và có hao tài chút ít về ăn uống mua sắm tài lộc bình thường nhưng thuận lợi cho công việc xây dựng địa ốc bảo hiểm tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự buôn ba phiền muộn rắc rối không nên mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn danh dự uy tín bị va chạm đi xa di chuyển không có kết quả hoặc kết quả vẫn y như tình trạng cũ chỉ nên ngồi yên và chỉnh đốn sắp xếp lại mọi việc tin tức không tốt có tin buồn tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù có hao tốn khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt ngày có nhiều lo âu bận rộn chuyện nhà cửa công danh tình cảm của mình lẫn người thân tử vi tuổi tân mùi thụ mệnh thổ không nên e ngại sự trắc trở khó khăn hoặc những sự việc đến ngoài sự tính toán của mình về công việc cũng như về con người hãy tiến hành và giao thiệp cho tốt sẽ có lợi về sau tuy nhiên trong sự gặp gỡ chỉ nên vui chơi bình thường chớ nên hứa hẹn giữ gìn về lời nói thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa chỉnh đốn các công việc cũ có người ở xa trở về hoặc có tin Tử Vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Nếu không phải là chuyện quan trọng và cần thiết thì nên giới hạn, dễ có sự hao tốn. Không nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn mình vào chuyện. Cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, tình thế hiện tại dù có hao tốn hoặc khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn chuyện nhà cửa, công danh, tình cảm của mình lẫn người thân. Tử Vi tuổi thân. Sự nghiệp, sự nghiệp có thiên ấn che chở bạn có ý chí vươn lên tinh thần cao ngạo không thỏa mãn bởi cách tư duy thông thường nhất bạn muốn làm việc độc lập sáng tạo từ những công việc nghiên cứu nhỏ nhặt nhất người tuổi thân khá hướng nội ưa suy nghĩ mà không hòa hợp với mọi người bản thân bạn cô độc không hợp đám đông nên tính tình có phần đa sầu đa cảm khó làm việc nhóm tài lộc mặt tài vận lâm trường sinh vận vận tiền bạc của người này khá may mắn khi gặp trường sinh vận nó ngụ ý sự sáng tạo mở rộng và khả năng phát triển của mệnh chủ trong đường tiền tài người tuổi thân được tương trợ, tư duy tính toán hoạt bát nhanh nhẹn dễ dàng có được suy nghĩ và cách làm rất mới về tiền nong. Tình cảm, hôm nay vì có thương quan chiếu mạng nên bản thân bạn tự cho mình là số một, chỉ có quan điểm của mình đúng, không thích bị người khác chi phối nên hay nổ ra tranh cãi với mọi người trong nhà. Người tuổi thân tự cho mình được sai lầm nhưng lại không cho phép ai phạm sai lầm. Bạn nên nhìn nhận lại nhược điểm này và sửa chữa. Sức khỏe, ngũ hành mất cân bằng gặp kim khắc mộng mệnh yếu nhược mặt sức khỏe người tuổi thân xuất hiện tình trạng hoa mắt chóng mặt đột ngột hôm nay bạn có cảm giác mọi vật quay cuồng mất thăng bằng không thể đứng vững để dự phòng tình huống hoa mắt chóng mặt huyết áp thấp người tuổi thân có thể dự phòng khi có biểu hiện hoa mắt chóng mặt huyết áp thấp như ăn một miếng sô cô la ăn bánh kẹo uống cà phê sữa uống trà gừng tránh để đói tránh làm việc quá sức tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không nên đặt mình vào thế đứng giữa ngã ba đường nên xem vấn đề nào quan trọng hơn thì giải quyết trước tiên chớ để tình cảm xen vào và nên thẳng thắn quyết định dù có sự thiệt thòi về tiền bạc danh lợi chút ít có người đi xa có tin buồn sức khỏe không tốt ngày có sự xoay chuyển thay đổi công việc hoặc đang tiến hành thì có tin hoặc có người đến làm gián đoạn ngày của sự đáo hạn đến hẹn kết thúc tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa dù có nhận được tin tức không vừa ý cũng không nên nóng nảy mọi việc sẽ có cách giải quyết nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù đó là công việc hay vấn đề tình cảm, di chuyển. Có sự hư hại về máy móc, xe cộ, đồ đạc. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ. Chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng. Có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình. Tài lộc trung bình truyền tình cảm chớ nên để bị ràng buộc hiểu lầm tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc ngày có sự đáo hạn đến hẹn cần phải kiên nhẫn chờ đợi không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện tin tức đến cần phải lo toan tính toán có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình. Tài lộc trung bình, ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ. Chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc, hiểu lầm. Tử vi tuổi dậu Sự nghiệp, dự báo sự nghiệp lâm trường sinh vận, nếu bạn gặp khó khăn về công việc hay về tài vận thì sẽ có cấp trên hoặc đồng nghiệp tương trợ giải cứu bản thân sẽ không phải gánh vác quá nhiều đặc biệt xung quanh tuổi dậu cũng có nhiều trường bối hoặc người chuyên nghiệp để tư vấn và thỉnh giáo đây chính là sức mạnh tiềm ẩn của trường sinh đại vận với tính cách hiền hòa biết tôn trọng người khác nên sẽ không rơi vào vòng xoáy thị phi công sở nào tài lộc tử vi số khuyên tuổi dậu hôm nay nên tự mình chuyển biến thì tiền bạc mới có cơ hội sinh sôi bản thân bạn không thích cuộc sống trung đụng hòa đồng với mọi người dường như khá khó nên thường hành sự rất thận trọng khi gặp gỡ bạn bè ít bỏ tiền túi của mình ra việc giữ tiền vì thế cũng dễ dàng hơn tình cảm vận tình cảm có thiên ấn tọa mạng vân tình cảm có phần cô độc trong gia đình bạn quá coi trọng tiểu tiết nhạy cảm bởi rất nhiều yếu tố nhỏ nhặt nên không khí gia đình không được vui vẻ như mọi ngày tử vi ngày mới dự báo người tuổi dậu hôm nay có cảm xúc hỉ nộ thất thường lại có chút đi về hướng tiêu cực bạn quá coi trọng sự an toàn của chính mình mà quên đi cảm nhận của mọi người trong gia đình sức khỏe ngũ hành mất cân bằng gặp kim khắc mộng bệnh yếu nhược mặt sức khỏe người tuổi dậu xuất hiện tình trạng hoa mắt chóng mặt do huyết hư khiến sự nuôi dưỡng tại não bị thiếu hụt mà sinh ra hoa mắt chóng mặt buồn nôn hay váng đầu làm cho sắc mặt nhợt nhạt tay chân yếu run mạch vô lực để dự phòng tình huống hoa mắt chóng mặt huyết áp thấp người tuổi dậu có thể ăn một miếng sô cô la ăn bánh kẹo uống cà phê sữa uống trà gừng tránh để đói tránh làm việc quá sức tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy Ngày tuổi của bổn mạng, không nên tính toán chuyện cao xa, mọi việc chỉ nên bình thường. Đừng để hoàn cảnh tin tức bên ngoài lôi cuốn sẽ không có kết quả. Việc di chuyển, đi lại chỉ thêm hao tốn. Tử Vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều không nên tiến hành, giải quyết nên dè dặt trong mọi chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về đám tiệc khách khứa, người thân đến. Đi xa bất lợi. Tử Vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn ngoài dự tính cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều không nên chỉ là ngày nên sửa soạn bàn bạc dọn dẹp nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng công việc dù có khó khăn đến mấy cũng nên cố gắng hoàn thành nhưng nếu không phải là việc quan trọng và là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi ngày có sự gặp gỡ hội họp tiệc tùng có sự di chuyển đi xa có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp mua sắm tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn ngoài dự tính cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều nên cẩn trọng và hãy vượt qua mọi trở ngại ngày có sự sửa soạn bàn bạc dọn dẹp nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến tử vi tuổi tuất sự nghiệp thông thường khi vận sự nghiệp lâm thai vận mệnh chủ tuổi tuất hôm nay hay ôm ước vọng cao xa nhiều hoài bão lớn bạn trở nên tự do và nghệ sĩ hơn nếu không tỉnh táo sẽ khiến mặt công việc xa rời thực tế hiệu suất công việc bị đi xuống dù có hoài bão nhưng bản tính lại an phận nên người tuổi tuất khó mà hy vọng được điều gì đột phá về công việc hôm nay dù rằng bạn cũng lanh lợi có nhiều cơ duyên làm việc nhưng vì do dự mà bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt tài lộc dưỡng vận một ngày vươn lên đầy hy vọng người tuổi tuất hôm nay có quan hệ không tốt với người nhân lục thân duyên mỏng nên tài vận không được mọi người hỗ trợ vợ chồng không hòa thuận có điểm cãi nhau về tiền bạc tử vi ngày mới cho hay nếu bạn có thể phát huy được sự chăm chỉ vốn có tập trung vào công việc thay vì gây thị phi hoặc cố gắng sáng tạo điều gì đó thì vận tiền bạc sẽ thuận lợi tình cảm thoái vận tọa cung tình cảm vận nhân duyên kém bởi bạn không giỏi trong việc thu hút người khác giới người tuổi tuất đã có đôi thì dường như khá thất vọng vì khi yêu lâu sẽ không giống lúc mới yêu. Cũng giống như người đã kết hôn mới thấy rằng hôn nhân không như lúc tưởng tượng ban đầu vậy. Bạn nên chấp nhận và tìm cách tạo ra nhiều bất ngờ cho vận tình cảm của mình. Sức khỏe, ngũ hành mất cân bằng gặp kim khắc mộng mệnh yếu nhược. Mặt sức khỏe người tuổi tuất xuất hiện chứng gan hàn. Có thể do dương khí thượng sung lên gan gây đầu tóc trắng váng, xây sầm, mặt đỏ, dễ nổi giận, đầu nặng như đá. Để có lá gan khỏe cần phải có chế độ ăn uống khoa học. Người tuổi tuất nên hạn chế ăn quá nhiều mỡ thịt. Những thức ăn này thường khó tiêu hóa, tăng nguy cơ tích trữ mỡ trong gan. Thực hiện an toàn vệ sinh ăn uống, hạn chế ăn rau sống, rửa tay trước khi ăn để tránh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng gây hại cho gan. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh Hỏa. Chớ để tình cảm xen vào mà nên thẳng thắn quyết định, dù có sự thiệt thòi, danh lợi chút ít. Không nên phân vân, hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại trần trừ thì không có lợi, tài lộc chậm, dễ hao tốn. Ngày của sự đáo hạn đến hẹn, có tin xa, có người đến nhờ và mình. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Ngày chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, trừ cũ lập mới. Có người đến mang tin vui, nhà có thêm người. Có tin tức ở xa. Có quý nhân giúp đỡ về tài lộc hoặc công việc làm ăn, không nên để chuyện vui chơi, tình cảm, giao thiệp ràng buộc mình. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết tốt cũng có, xấu cũng có. Sức khỏe không tốt, có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức, có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm, nhân nghĩa ở quá khứ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác dễ có sự mít lòng, hiểu lầm. Có người đến phân giải hoặc đem tin buồn đến, hỏi ý kiến về chuyện đi xa, thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tài lộc trung bình, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng đề phòng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết tốt cũng có, xấu cũng có. Sức khỏe không tốt, có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức nhưng không nên để họ nhúng tay vào chuyện của mình, có người dò ngó. Có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm, nhân nghĩa ở quá khứ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi hợi. Sự nghiệp, sự nghiệp gặp lục hợp vận người tuổi hợi dũng cảm và chính trực dám đương đầu với bất công và sự đàn áp trong công việc người này có lòng cầu tiến là người luôn vươn lên tìm đến cái tốt dậu kim cũng đem về sức sống dồi dào bản thân lại tự tin không cam chịu cuộc sống bình phàm cho nên sẽ làm nên nghiệp lớn tài lộc mặt tài vận được hỗ trợ bởi tam hội thủy cục vận tiền bạc xuất sắc ấy là khi người tuổi hợi mang trong mình trí tuệ của nước bằng ý chí cao thượng và đức tính lương thiện người tuổi hợi mang về cho mình nhiều cơ hội tốt về tài lộc những người tuổi hợi làm nghề y thầy cô giáo y sĩ sẽ gặp vận tốt về tài lộc tình cảm vận tình cảm người này lâm trường sinh vận nam nhân độc thân hôm nay khá thu hút người khác giới mặt công việc thuận lợi cũng bởi người tuổi hợi được các đồng nghiệp nữ yêu ái hơn nhưng nếu bạn đang có ý định tìm hiểu ai thì nên cảnh giác cao độ đối thủ của bạn khá nhiều đó nữ mạng thì vui vẻ hòa đồng và thanh tú bạn khá hạnh phúc trong đời sống gia đình sức khỏe ngũ hành mất cân bằng gặp kim khắc mộng bệnh yếu nhược mặt sức khỏe người tuổi hợi xuất hiện chứng gan hàn. Có thể do dương khí thượng sung lên gan gây đầu tóc trắng váng, xây sẩm, mặt đỏ, dễ nổi giận, đầu nặng như đá. Gan chủ về tàng huyết, chủ về sơ tiết, chủ cân, khai khiếu ra mắt. Lương y cho hay, để có lá gan khỏe cần phải có chế độ ăn uống khoa học. Người tuổi hợi nên ăn nhiều, rau xanh, hoa quả tươi, uống nhiều nước sẽ tốt cho gan. Hạn chế uống rượu bia vì đây là loại nước uống rất độc cho gan và có nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa không nên nóng nảy hoặc hấp tấp vội vàng khi có tin không thuận lợi cho mình về công danh cũng như về tiền bạc mọi việc đều chưa có sự kết thúc rõ ràng nên tìm gặp quý nhân thăm hỏi có tin buồn ở xa tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có những chuyện về tình cảm cũng như công việc phải làm trong miễn cưỡng mọi sự đều thay đổi sức khỏe không tốt có sự hư hại về đồ đạc máy móc có tin buồn tài lộc dễ hao tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Ngày nhận được nhiều tin tức không tốt về công danh, tình cảm, tài lộc. Không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc hấp tấp quyết định cho họ đều sai lầm. Có lộc nhỏ hoặc có quà tặng. Có người đi xa, có tin tức ở xa. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Chỉ nên ngồi yên hoặc việc như thế nào thì làm như thế ấy, nếu có cuộc đi ngắn hoặc dự tiệc tùng đình đám cũng không vừa ý. Sự họ hẹn chậm chạp, chắc trở hoặc chỉ đem đến điều không vui. Tài lộc bình thường tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Việc đến thì nên cố gắng làm cho hoàn tất. Sức khỏe không tốt, cẩn trọng khi đi lại, di chuyển. Ngày có tiệc, có sự gặp gỡ. Ngày nhận được nhiều tin tức không tốt về công danh, tình cảm, tài lộc. Không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc hấp tấp quyết định cho họ đều sai lầm. Có lộc nhỏ hoặc quà tặng. Có người đi xa, có tin xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại.